Xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ học mẫu số 43 trong chuỗi 160 mẫu ngữ pháp N3. Mẫu của chúng ta hôm nay là VT Moraự, VT Itaraku. Thì động từ Moraự có nghĩa là nhận, còn Itaraku là cũng có nghĩa là nhận, nhưng nó là khiêm nhường ngữ thì sẽ dùng với hành động của mình. Ở đây chúng ta sẽ có hai hình thức kết hợp tương đương với hai cái nghĩa khác nhau. Khi mà kết hợp là VT cộng với Moraự hoặc Itaraku thì chúng ta sẽ dịch là được làm V cho, đó, tức là được ai đó làm V cho. Còn V sai khiến ở thế T cộng với Moraự hoặc Itaraku thì dịch là được ai đó cho phép làm V. Vậy thì mình sẽ hiểu là với trường hợp số 1, VT Moraự, VT Itaraku được ai đó làm V cho, có nghĩa là dùng khi mình hoặc người thứ ba nào đó được ai đó làm V cho, tức là cái người làm hành động V và một ai đó. Thế còn VT sai khiến cộng với Moraự Itaraku thì cái trường hợp mà thứ hai này được cho phép làm V thì dùng khi mình hoặc người thứ ba nào đó được ai đó cho phép làm V, tóm lại là chính là mình hoặc là người thứ ba nào đó sẽ thực hiện hành động V này. Vì chúng ta lưu ý là Moraự thì có thể dùng cho chủ ngữ là mình hoặc là một người thứ ba nào đó, còn với Itaraku bởi vì nó là khiêm nhường ngữ cho nên sẽ chỉ dùng với mình hoặc là người ở trong nhóm của mình khi đối ứng với bên ngoài. Và chúng ta thử xem ví dụ nhé. Kodomo no toki haha ni ehon o yonde moratte imashita. Khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ đọc sách tranh cho. Đấy thì ở đây tóm lại là người đọc sách ấy, là mẹ. Đó. Còn cái người được đọc cho là tôi. Đó. Câu này chủ ngữ là tôi bị ẩn đi. Câu số 2. Kanai ni tsuite wa watashi ga annai sasete itadakimasu. Đấy. Thì về bên trong hội trường, à, thì xin cho phép tôi hướng dẫn. À, thì ở đây mình sẽ thấy là mình ấy sẽ được ai đó cho phép, cho phép làm cái hành động hướng dẫn. Tóm lại thì là mình là người hướng dẫn, đúng không? Tôi xin phép, đúng không? Để hướng dẫn về hội trường. Bây giờ chúng ta sẽ làm các câu bài tập phần luyện tập bên dưới nhé. Câu số 1. Kaze o hiteru node kanojo master morai ni tsukute ryori o. Thì ở đây chúng ta sẽ ghép là 2 4 3 1. Kanojo ni ryori tsukute morai master. Bởi vì tôi đang bị mắc cảm cúm cho nên tôi đã được cô ấy nấu cơm cho. Câu số 2. Gairo san ni Oshiro. Oshiro là ngôi thành. Oshiro, chữ Hán là chữ thành. Ngôi thành. Oshiro no annai, hướng dẫn. Itadakimasu ta. Shite và o. Vậy thì ở đây chúng ta thấy Oshiro no thì nó cần phải đi với từ annai. Oshiro no annai o shite itadakimasu ta. Chúng ta ghép câu này là 1 4 1 4 3 2 1 1 4 3 2. Tôi đã được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho về ngôi thành. Câu số 3. Ojikan areba atarashii plan nitsuite sasete ka show kai itadakimasen. Thì ở đây chúng ta sẽ có một câu là sasete của itadakimasen nhưng mà chỗ này người ta biến thành một chút thành sasete itadakimasen ka, tức là có thể cho phép tôi làm bên không. Thì câu này chúng ta sẽ ghép nó là đi suy tệ 3 này 1 3 1 4 2. Ojikan areba atarashii plan nitsuite Shokai sasete itadakimasen ka? Nếu bạn có thời gian thì bạn có thể cho phép tôi giới thiệu về kế hoạch mới được không?
Câu số 4. Taihen moshiwake gozaimasen ga shousai ni tsuite wa ashita. Chúng ta từ shousai là chi tiết. Itadakimasu henji, phản hồi. Sasete. Vậy thì ở đây mình sẽ thấy là ashita. Henji, henji sasete itadakimasu. Chúng ta sẽ ghép nó là 4 này. Henji 2, 3 và 1. Ở đây thì cụ thể cái từ ồ ấy thì nó sẽ là cái ồ vem ồ này cũng với danh từ chỉ hành động là từ henji cộng với suru. Cụm này là khiêm nhường ngữ. Đấy thì đây là vừa kết hợp khiêm nhường ngữ này. Khiêm nhường ngữ này lại được chia sang thể sai khiến và cộng với itadakimasu, nó sẽ mang tính khiêm nhường hơn. Tức là mặc dù rất là xin lỗi, thế nhưng về nội dung chi tiết ấy, thì tôi xin phản hồi vào ngày mai. Ok, mẫu câu của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.